Cộng 5 suy nghĩ sai lệch về du học nghề Đức. Xin chào tất cả các bạn, lại là Đào Quang Trung đây. Và trong ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ tất cả các bạn những cái sai lệch về suy nghĩ khi chúng ta đi du học nghề Đức. Và mình muốn đề cập tới tất cả các bạn những thông tin mới nhất về du học định cư để mọi người có thể tiếp nhận được thông tin mới nhất. Và để cho gia đình cũng như là bản thân các bạn, ai mà mong muốn đi du học định cư ở nước ngoài có thể thuận tiện hơn, hiểu rõ hơn những cuộc sống ở bên Đức như thế nào, hoặc là du học nghề Đức ra làm sao. Nhưng dạo gần đây thì mình cũng nhận được một số cái thông tin trái chiều. Mình đã phải ngồi xuống ngay lập tức để làm clip này, để giúp cho các bạn xác định lại được các cái thông tin chính xác nhất về du học nghề Đức, để mà chúng ta sẽ tránh đi những cái suy nghĩ sai lệch, để không bị phạm phải những sai lầm nhé. Và đây là những thông tin mà mình đã tiếp nhận cũng như là đi kiểm tra một số cái thông tin từ những cái nguồn rất là uy tín, với những sự trải nghiệm của chính bản thân mình cũng như là các cái du học sinh mà mình biết được ở bên Đức. Thì mình đã làm video này và mọi người hãy nhớ theo dõi toàn bộ video để nắm được những cái sai lầm, những cái sai lệch về suy nghĩ thì chúng ta đi du học nghề Đức nhé. Và đầu tiên thì thế nào là du học nghề Đức? Đây là hệ vừa học vừa làm đào tạo nghề theo JAS, có nghĩa là sở lao động của Đức, theo 2 đến 3 năm tùy theo ngành mà bạn đi theo. Phổ biến và phổ thông mà lại được đại sứ quán công nhận để cấp visa đi sang đi du học nghề, thì đó là điều dưỡng này, nhà hàng khách sạn này, rồi làm bánh này, rồi làm cơ khí, y tá, nha khoa, thì đó là những cái ngành mà du học nghề Đức ưu tiên. Và khi mà sang Đức, các bạn sẽ vừa học vừa làm, quá trình bạn học cũng như là các bạn được học nghề luôn, và các bạn vẫn có thể học văn hóa trên trường. Các bạn sẽ nhận được cái bằng nghề, sau 2 đến 3 năm bạn thực tập thì bạn sẽ phải thi tốt nghiệp, và các cái bằng tốt nghiệp này sẽ chứng nhận cấp bởi IAK, và đấy là trung tâm đào tạo nghề của Đức, và cái bằng này có giá trị trên toàn châu Âu. Dù bạn có tốt nghiệp xong bạn không làm ở Đức thì bạn vẫn có thể nộp hồ sơ sang các nước châu Âu như là ở Pháp hay là ở Ý hay là ở Hà Lan, đều có cái tác dụng nha. Và mình nhận được rất là nhiều các câu hỏi, đấy là bằng đại học nghề Đức thì về Việt Nam có giá trị hay không, thì mình xin trả lời là có giá trị nha mọi người. Thì tại vì là các bạn có thời gian đào tạo ở nước ngoài rồi và được tiếp xúc với người nước ngoài, được đào tạo về ngôn ngữ, đào tạo về kỹ năng, thì không có lý do gì ở Việt Nam mà cái bằng này thì không có giá trị cả. Và khi các bạn về Việt Nam vào các cái vị trí công việc của các công ty, các cái doanh nghiệp, các cái xí nghiệp lớn có tiếng tại Việt Nam, ngay lập tức, tại vì bạn đã có kinh nghiệm làm việc rồi, mà học xong các bạn chỉ có mỗi kiến thức đâu, các bạn có tay nghề rồi cơ mà. Đó, chính vì vậy mà nó vẫn được nha. Đấy là cái luồng thông tin và cũng như là suy nghĩ là mà mình cảm thấy là có vấn đề nhất. Và ngày hôm nay mình phải chia sẻ đó là yếu tố thứ hai, đó là cái du học nghề Đức là đi xuất khẩu lao động. Thì đây thực sự là một thông tin hoàn toàn sai. Mình đính chính lại là đây một thông tin hoàn toàn sai nha mọi người. Bởi vì du học nghề là các bạn sang như kiểu cao đẳng ở Việt Nam vậy ấy. Thì như cao đẳng hệ ở Việt Nam thì chúng ta vẫn phải là vừa học và chúng ta vừa làm chứ, đâu có chúng ta có thể đi lao động đâu, đúng không? Đó, xuất khẩu lao động là sang đây bạn chỉ có làm thôi, làm ở nhà máy xí nghiệp và làm như là công nhân ở nhà máy xí nghiệp thôi, chứ nó có phải là dạng là du học nghề đâu. Như vậy mà du học nghề là để các bạn vừa đi học, các bạn vẫn có thể thực tập đi làm, các bạn vừa kiếm tiền được luôn, thì đây là điều rất tốt, đúng không nào? Các bạn vừa có kiến thức, trong khi đó các bạn vẫn vừa kiếm được tiền và nâng cao được tay nghề. Và thời gian học cũng như là lịch làm việc của bạn ở mỗi một thời điểm khác nhau, tùy từng bang và cũng như tùy từng thành phố và cũng tùy nơi làm việc. Bên cạnh đó thì có bạn vừa đào tạo nghề ở trên trường, các bạn vừa có thể học văn hóa được bình thường. Thế thì chính phủ Đức ấy, họ cung cấp cho mình đầy đủ các cái tiền trang trải sinh hoạt ở chi phí cơ bản như là tiền nhà, tiền ăn và tiền tàu xe để mình có thể trang trải các cuộc sống của mình trong thời gian mà các bạn đi du học. Và nếu như mà bây giờ các bạn ấy muốn đi, các bạn buộc phải có tiền làm thêm và các bạn mới có thể dùng cái tiền này để các bạn trả tiền sinh hoạt phí, rồi các bạn có thể tiết kiệm để gửi về tiền về cho bố mẹ nếu như mà nó có thừa dư ra. Và trước mắt ấy, các bạn nên tập trung vào học tiếng. Đây là một cái điều quan trọng, đây là cái sai lầm rất là lớn, là các bạn cứ nghĩ rằng là đi du học nghề thì không cần tiếng. Nhưng xin thưa mấy các bạn, cái điều yếu tố thứ ba sai lệch đó là các bạn không có tiếng mà các bạn đòi đi sang được Đức làm việc. Thực sự đây là một sai lầm lớn nha các bạn. Các bạn cần phải tập trung vào tiếng. Sang Đức các bạn vừa có thể học, sau đó thì các bạn có thể nhận cái bằng chính thức về tiếng để các bạn có thể làm việc. Và các bạn sau khi có tiếng, các bạn học được rồi, các bạn nhận bằng để các bạn ở lại được khoảng 2 đến 3 năm. Đấy là sau khi các bạn làm việc xong. Và sau khi các bạn quen với cuộc sống bên này rồi thì các bạn lại nghĩ đến cái việc làm thêm và kiếm tiền. Thì đôi khi mình khuyên các bạn lên học tập, rèn luyện trong vòng từ 1 cho đến 4 tháng trước khi các bạn đi làm việc và kiếm ra tiền nha. Thế thì thực tế thì tiền lúc nào cũng có thể kiếm được. Tuy nhiên thì trước mắt mình phải ổn định cuộc sống khi chúng ta mới sang để lo cho cuộc sống của mình. Và bên này thì chúng ta cần cái sự ổn định đã để tránh tình trạng chúng ta bị sốc văn hóa, sau đó thì chúng ta mới nghĩ đến cái việc kiếm tiền. Bạn mà có một cái lỗi suy nghĩ là sang đấy một phát là mình đi kiếm tiền luôn thì đây là một sai lầm rất là nhiều người đã mắc phải nhé. Và nó không bao giờ đảm bảo cho các bạn có được cái cuộc sống tốt nhất được. Ở Đức ấy thì họ khá là khắt khe với sinh viên Việt Nam rồi, thế nên là khi mà chúng ta đã sang đấy học tiếng tốt và sau đó tự tập trung vào cái chính đó là việc đào tạo thì chắc chắn là các bạn sẽ có nhiều cơ hội hơn.
ai, không có ai bảo đi Tây là sướng cả, và cũng không có con người nào, con đường nào là trải hoa hồng cho các bạn cả. Chúng ta đều có những sự vất vả, có những sự đánh đổi, cái gì cũng có hai mặt, đó là mặt tích cực và mặt tiêu cực, đúng không nào? Và đây là con người chúng ta sẽ rèn giũa thông qua những cái khó khăn, những vất vả đấy, thì con người chúng ta sẽ trưởng thành và mình được đi đây đi đó, kiếm được đồng tiền chân chính và nó có giá trị hơn, người ta được nhìn nhận cái giá trị của mình cao hơn, cái mức lương mình nhận cũng thu nhập cao hơn. Đó thì tí, đấy là tất cả những cái sự vất vả của mình đều được trả xứng đáng gấp 10, gấp 20 lần ở Việt Nam. Và nhiều bạn sang đây vẫn ôm cái mộng màu hồng, sang đây bị sốc văn hóa, bị sốc về tư tưởng nên không thể làm quen với cuộc sống bên này, lên đi về rồi những cái trường hợp như vậy các bạn cảm thấy rất là hối tiếc, đáng tiếc vì các bạn đã tốn tiền sang đây rồi, các bạn tốn công sức sang đây rồi, nhưng các bạn đã chuẩn bị cho các bạn cần ngay từ bây giờ, các bạn cần chuẩn bị cho mình một cái tư tưởng rất là độc lập, một cái sự cố gắng, một cái sự chịu đựng, một cái sự vất vả khi các bạn mới bắt bước chân sang Đức nhé. Và thế nên là trong cái video ngày hôm nay thì mình đã khẳng định lại với tất cả các bạn thế nào làm du học nghề, sang đây cuộc sống, kiếm tiền thực sự là có màu hồng như mọi người đã từng nghĩ hay không. Thế thực sự nó không phải như vậy. Vậy nên tất cả những cái điều mà chúng ta gặp phải thì chúng ta cần phải có sự nỗ lực và cố gắng hơn để chúng ta vượt qua. Và vậy đó thì tất cả những điều mình đã chia sẻ với mọi người, đấy là những cái góc nhìn của những người đã sang đây rồi. Chúng ta cũng đã thấy ở những người Việt Nam ở nước ngoài, có người thành công, có người không thành công. Mọi người cũng muốn đi để được trải nghiệm như những cái người mà đã sang trước đây rồi. Nhưng mà chúng ta là cả một quá trình chúng ta cố gắng rất là nhiều, và không có một cái gì tự nhiên là cho tất cả chúng ta được. Là tất cả là do chúng ta làm lên thôi. Và nếu bạn có cơ hội sang Đức để du học nghề thì bạn lên đi nhá. Và ai sang đây du học hệ du học nghề hoặc là học đại học thì cũng gặp khó khăn giống như các bạn sang đây mà thôi. Vì vậy khi chúng ta đã được cơ hội đi du học nghề là chúng ta vừa đi học, chúng ta vừa kiếm ra thu nhập, và chúng ta cũng được học thêm các nguồn văn hóa khác nhau, và cũng rất là tốt cho chính cái cuộc sống cũng như là cái sự phát triển trong tương lai của các bạn, đúng không nào? Và vậy nên chúng ta hãy cần tìm kiếm thêm nhiều các nguồn thông tin khác nhau, nhưng các bạn cần có một sự sàng lọc thông tin. Các bạn cần hiểu rất là rõ là thông tin gì là chính xác, thông tin gì là tích cực, thông tin gì là tiêu cực, cái con đường các bạn đi có như các bạn mong muốn hay không, để các bạn có những cái thông tin sai lệch mà khiến chúng ta đã có những cái tư tưởng, cái suy nghĩ sai lệch, thì chắc chắn con đường của chúng ta sẽ gặp nhiều chông gai và khó khăn. Đó chính vì vậy, con đường chúng ta đi như vậy thì chúng ta sẽ cần tránh những cái rủi ro đó, và nó sai lệch đi so với cái thực sự mà nó đang muốn có. Và mình đã làm video để cung cấp cho mọi người những thông tin như vậy và những cái nhìn chính xác, những cái tổng quát hơn về du học nghề Đức, để tự tin sang đây để có thể lái được con thuyền mà các bạn đã lựa chọn, để các bạn đi tới những cái con đường tương lai nó thành công và tự do hơn như các bạn đã mong ước và theo đuổi. Thì nếu như bạn có bất kỳ một cái thắc mắc gì, hãy comment xuống phía dưới kênh YouTube hoặc cái comment xuống video này, chúng ta sẽ cùng thảo luận để chia sẻ tất cả những thông tin đó. Mình chắc chắn 100% sẽ đọc toàn bộ các cái comment của các bạn, trả lời chi tiết từng comment để giúp đỡ các bạn nhiều hơn. Và nếu các bạn yêu quý mình, hãy đăng ký kênh, nhấn nút phía chuông phía dưới để đăng ký kênh của Đào Quang Trung để theo dõi được nhiều video tiếp theo hơn. Và xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo nhé. Xin chào.